Hello, em qua mạch nói chơi cho cái lát. Ok. Hơi cứng, hôm nay lạnh quá, khó đi quá. Chiến binh chúng ta đã ăn được kho vàng rồi. Và bây giờ sẽ là phần cấp độ 205. Mình đang rất là xa đấy. Cấp độ càng ngày càng cao thì bọn boss này sẽ nó càng ngày càng mạnh. Chướng ngại vật thì càng ngày càng nhiều hơn. Châu. Solo này ăn hết rồi. Yes. Trời ơi. Ôi, con này trộn quá. Tìm mình không ăn được. Mấy nhóc đằng sau này làm sao mình thử đánh được. Hãy chơi Zen Road. Ok. Cái này bỏ hai tay là được luôn này. Ôi dồi ôi, chúng ta sẽ gặp siêu to. Bọn trâu. Tin rồi.
Ok, chúng ta sang một cái bàn cực kỳ là sáng sủa. Vàng. Ôi dồi ôi. Thế thôi. Là đến với Poppy Crack. Trời ơi. Úi dồi ôi. Bọn nó nhả bom kinh quá. Tôi này là mưa đạn luôn. Thua. Không ăn được cái bọn này chứ. Tiếp tục là một màn thua. Chơi game chúng ta đi chơi The Book Lab. Ok, game này hơi chán.
chơi rơi ru. Wow, thật là nhanh. Tiếp tục mấy cái level 33. To thế. Thôi. Chúng ta sẽ chơi 2 challenge. Thật đáng tiếc. Trời, chít lên rơi này. Đấy, cái màn nó đưa đưa đẩy đẩy này khó lắm. Ơ đời, lại rơi rồi. Ngu người. Ok. Chúng ta đã vào game. Ăn mấy cái xanh xanh này. Ừ, được rồi.
cao quá. Xịt được đến được cái hình con King Kong này. Hmph.